Ford Territory, trải nghiệm vận hành đầy ấn tượng với động cơ EcoBoost 1.5 lít mang thiết kế đậm chất DNA của Ford toàn cầu. Động cơ kết hợp giữa 3 công nghệ. Một là phun xăng trực tiếp, hai là kiểm soát van biến thiên thông minh và ba là tăng áp. Nhờ đó mà công suất của động cơ 1.5 lít này tương đương với nhiều động cơ 2.0 lít nạp khí tự nhiên. Trang bị nổi bật trong phân khúc crossover AC là hộp số liên hợp kép 7 cấp dạng ướt, hiệu quả truyền lực lên tới 96%, cao hơn so với hộp số tự động sử dụng biến mô thủy lực thông thường. Cần số điện tử trên Ford Territory chuyển số rất dễ dàng, mang lại khả năng kiểm soát tốt cho tôi khi điều khiển. Ford Territory có 4 chế độ lái linh hoạt, đó chính là thông thường, tiết kiệm, thể thao và đồi núi, giúp tối ưu trải nghiệm với mọi điều kiện địa hình và tình huống. Tôi đã thử chế độ thể thao trên đường cao tốc và cảm thấy tốc độ tăng vô cùng ấn tượng. Chế độ đồi núi mang lại cho tôi cảm giác lái mạnh mẽ, đồng thời hỗ trợ người lái tự tin vượt qua địa hình khó an toàn. Giảm mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 20%, giảm phát thải và thân thiện với môi trường hơn. Ford Territory không chỉ là một chiếc xe ô tô, đó là trải nghiệm làm bạn thay đổi cách nhìn về hành trình. Hãy trải nghiệm chiếc Ford Territory ngay hôm nay!